À, nhận hai xe vô. Chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở triển lãm Nhịp Sống Seoul và có kèm theo triển lãm của BTS. Thì lần đầu tiên mà mình đi một cái triển lãm mà các bạn nhìn mọi người xếp hàng để được vào triển lãm. Bây giờ thì mình cũng phải đi xếp hàng đây. Không tin được là ngày đầu tiên. Đây là ngày đầu tiên nha. Chúng ta còn 2 ngày nữa. Nhưng mà bây giờ sao nhỉ? Triển lãm thì diễn ra ở Plaza Bình Thạnh. Và bây giờ đông quá. Mình cứ tưởng hôm nay thứ 6 thì sẽ vắng. Nếu như vậy có lẽ là chủ thứ 7 và chủ nhật nó còn sẽ rất là đông luôn. Ok, trước sau gì cũng phải xếp hàng. Bây giờ mình đi xếp hàng đây. Ôi, bây giờ không biết bao lâu mình mới được vào triển lãm nữa các bạn ơi. Go 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 go. Trải nghiệm hết bốn cái. Thứ nhất là bốc thăm nè, thứ hai là dịch chuyển tức thời đến Seoul trong quảng cáo của BTS nè, thứ ba là tận hưởng không khí vui chơi tại Seoul qua video sóng ảo, và cuối cùng là video của bạn lên bức ảnh và chơi móc khóa tại năm sau. Ok. To get the best of me. Và bây giờ mình đã thực hiện xong 4 nhiệm vụ và mình đã có poster ở đây. Mình đã thực hiện xong nhiệm vụ rồi các bạn ơi, mình có poster ở đây. Nhưng mà bây giờ mình phải chụp hình một cái nữa. Mình sẽ chụp hình hai cái, đó là một cái trên máy và một cái ở ngoài là chụp. Chơi triển lãm mình tưởng là nhiều lắm mà giờ rất là ít, nhưng mà rất thích. Tiếc là triển lãm này không có nhiều, không có rộng đó. Chỉ là sử dụng thử, trải nghiệm thử rồi mình sẽ được tặng poster thôi. Nhưng mà nếu các bạn có thể tới đây tham khảo thử, ít nhất thì cũng được tặng poster. Và poster rất là đẹp, rất là lớn và rất là đẹp nữa. Mình là đứa già nhất ở đây quá. Sắp hàng chụp hình. Các bạn biết không, vào đây á, có một cái cảm giác như là mọi người cùng chung một cái sở thích đó. Mọi người rất là dễ thương, cũng là Army Việt Nam. Các bạn trẻ rất là nhiều nhưng mà bạn nào cũng dễ thương hết. Ta-da, mình đã chụp hình xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi xếp hàng chụp hình tiếp. Dù sao trời cũng đang mưa không về được, nên là mình sẽ tranh thủ chụp hết mức có thể. Sao mọi người nhìn mình nhiều dữ vậy ta? Mọi người nghe được
내려 그래도 대중의 함성들은 내게를 채워 그래 난 무대 위에 강력한 대중을 해 그저 마이크를 꺼두고 다른 친 준비됐네 힙합들 준비됐네 넘치에 힙합 주고 다른 전원 다른 친 준비됐네 힙합들 준비됐네 그렇다 지금부터 소리 질러 hình xong rồi bây giờ thì mình đi uống coi trong lúc đợi trời mưa còn đang rất là đông đây. Chúc các bạn có một buổi triển lãm thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Anh nha. Bye bye. Never thought I would see you. Now I'm sitting in the dark. I won't fight this fear.